Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái kit dành cho việc nghiên cứu và học tập cái dòng vi điều khiển, cụ thể là dòng vi điều khiển STM32. Đây, thì tên đầy đủ của một kit này là kit STM32 F103C8T6 bản start. Đấy, thì được cung cấp bởi bán linh kiện.vn. Đầu tiên thì bộ sản phẩm này cũng gồm các cái thành phần như sau. Thứ nhất là một cái kit gồm đầy đủ các cái chức năng và ngoại vi. Thứ hai là các cái dăm chốt. Thứ hai là các cái dăm chốt này để chuyển giữa các cái chức năng. Thứ ba là các cái cộng đồng và ốc vít để cố định cái bộ mạch. Tiếp theo là một cái pin CR1220 để phục vụ cho cái chức năng RTC, thời gian thực hiện. Và tiếp đến là một cái dây USB micro để cấp nguồn và giao tiếp với lại máy tính. Okay. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các cái khối ở trên bộ kit. Đầu tiên thì cái bộ kit này sử dụng con STM32 F103C8T6. Và xung quanh có các cái dăm để các bạn cắm ra các cái thiết bị bên ngoài, rất là tiện lợi. Về chi tiết từng phần này, phần đầu tiên đó là khối nguồn. Thì ở đây các bạn sử dụng nguồn DC từ 5 đến 12V qua cái cổng jack DC ở đây và qua cầu chì tự phục hồi để bảo vệ này, và qua lầm 7805 xuống 5V và con AMF117 xuống 3,3V để nuôi cho vi điều khiển. Lên trên đây là các cái dăm để lấy nguồn ra này, lấy nguồn ra 3,3 âm và 5V. Bên cạnh là cái công tắc gạt bit, thì cái này nó có phục vụ cho cái công việc là chúng ta sẽ gạt bút trong cái quá trình nạp hay là quá trình chạy chương trình. Đấy. Lên trên nữa là cái khối ADC, thì ở đây có hai đầu vào ADC, ADC 1 và ADC 2. Đấy. Các bạn có thể đọc tín hiệu ADC thứ hai này. Còn bên cạnh là hai cái nút nhấn, thì một cái là nút reset, một cái là wake up. Thì cái này các bạn tìm hiểu sâu thì sẽ rõ hơn về cái wake up này. Sang bên cạnh là cái khối dành cho thời gian thực này, con dao động, thanh anh dao động là 32,78 kHz. Sang phía bên đây là cái dăm chờ để các bạn giao tiếp với lại LCD ở dưới này, là LCD 1602 và Nokia 5110. Ở trên là LCD 12864. Rồi. Tiếp đến là phần ở dưới. Bên cạnh ở đây có hai cái biến trở để các bạn tinh chỉnh cái độ tương phản của các cái loại LCD. Rồi. Tiếp đến là cái phần giao tiếp với led 7 thanh này. Ở đây cũng bộ kit cũng sử dụng led 7 thanh 4 số. Đấy. Ở dưới là khối tạo dao động để phục vụ cái chức năng là tạo dao động và xử lý trên con vi điều khiển. Thì ở đây là sử dụng bộ dao động NE555 có thể chỉnh tần số qua biến trở. Ở dưới là pin để lắp pin CR120. Dưới tiếp đến là khối loa và khối relay phục vụ cho chức năng là cảnh báo. Dưới có DN18B20 để đọc nhiệt độ, mắt thường ngoại IRF1838T thì cái này các bạn phải mua thêm. Sang bên là các cái chuẩn nạp này, ở đây có 3 chuẩn nạp. Thì chuẩn nạp thứ nhất là một cái chuẩn nạp
Zilin MH. Chuẩn nạp thứ hai dành cho các cái mạch nạp ST-Link Mini ấy. Chuẩn nạp FVKD. Và tiếp theo là chuẩn nạp Zitac. Chuẩn nạp Zitac thì các bạn có thể dùng Zilin hoặc là Ulin hoặc là ST-Link bản full. Rồi, sang phía bên này, để giao tiếp với lại các cái nút nhấn, trên kit có hỗ trợ một loại phím là key đơn, key 1, key 2, key 3 và key 4. Lên trên là ma trận phím, thì ma trận phím là 4x4 nhá, đây là có 16 phím tất cả. Rồi, lên phía trên này một, đây, lên phía trên là khối led đơn, khối led đơn phục vụ cho việc các bạn sẽ lập trình các cái hiệu ứng đầu ra đơn giản đi nào để điều khiển led này. Ở dưới là khối giao tiếp UART. Thì ở đây chúng ta sẽ giao tiếp UART qua USB to COM, thì sử dụng con IC giao tiếp là BL2303. Đấy. Và thêm một cái nữa là cái cáp OTG. Trên đây là khối tiếp theo là khối EP Room. Ở đây sử dụng con EP Room là AT24C02. Đây, các bạn có thể giao tiếp lại con EP Room ở đây, khối EP Room ở đây. Bên cạnh nữa cũng có hai cái cổng UART, đó là hai cái chân chờ để các bạn giao tiếp với UART2 và UART3. Thì trên đây mình vừa giới thiệu nhanh thì các cái khối ở trên bộ kit STM32 M103C8T6 bản start. Thì đối với các bạn nào mà mới tiếp cận với lập trình về STM, cụ thể là STM32, thì có thể sử dụng cái kit này để vọc vạch các cái ngoại vi. Nếu mà các bạn muốn tham khảo về code hay là sơ đồ nguyên lý của bộ kit này thì hãy liên hệ với nhóm để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Rồi. Thì, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.